Chào các em, đây là cái code của 323 này. Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số AB được nhập từ bàn phím. Bài này thì siêu siêu dễ luôn. Chương trình của nó chỉ có 5 dòng thế này thôi. Và quan trọng là các em sử dụng luôn cái hàm sẵn có của nó. Đầu tiên mình sẽ đi nhập hai cái số nguyên AB, sau đó mình sẽ gọi ra cái hàm mat. Sau đó mình in ra ước chung lớn nhất của AB là gọi cái hàm GCD của AB. Còn bội chung thì nó sẽ bằng là lấy tích của AB và chia cho ước chung lớn nhất. Cái này thì mình không cần phải cái INT đó, bởi vì bản chất là bội là nó phải thì phải phải chia hết. Đó. Rồi đó. Bây giờ ta chạy thôi. Ví dụ như nhập A là bằng 12 và B là bằng 9 thì ước chung của nó là 3 và bội chung là bằng 36. À, là vì đây là nó chia ra thế này thì nó ra kết quả là một số thực. Đúng rồi. Nó chia ra kết quả là một số thực, vì thế mà ta sẽ chuyển nó về là số nguyên. Vì sử dụng phép chia, hoặc là các em không sử dụng cái phép chia số nguyên đây này, thì chỗ này các em sử dụng phép chia lấy phần nguyên để cho nó không bị cái dấu phẩy không ở đằng sau, nó vô lý, nhìn nó không đẹp. Đây, ta chạy thử lại tiếp. Chỗ này nó thừa một cái dấu. Rồi. Ví dụ như A bằng 45 và B bằng 97. Đó. Ước chung bằng 1 và bội chung đó. Như thế này thì khi mình sử dụng cái hai cái dấu chia song song thế này thì nó sẽ không có cái dấu giống như phẩy không đằng sau đây các em này. Nhìn nó đẹp hơn. Đó. Như vậy cái bài 23 code đã xong các em nhá. Code xong rồi đó. Bye.